Trend gì hôm nay? Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta thường quan tâm đến những người giàu nhất thế giới hay là những người giàu nhất Việt Nam. Nhưng chắc hẳn là cũng ít người từng tò mò về người giàu nhất châu Á và cuộc sống của họ ra sao, đúng không nào? Người giàu có nhất châu Á 12 năm liên tiếp chính là ông Mukesh Ambani. Bạn có muốn biết là ông ấy giàu thế nào và gia đình của ông ấy ra sao? Họ có cách tiêu tiền hoành tráng cỡ nào hay không? Hãy cùng xem video hôm nay khám phá cuộc sống của gia đình giàu có nhất châu Á nhé! Gia đình này giàu đến mức nào? Tính tới thời điểm tháng 2 năm 2020, ông Mukesh Ambani trở thành người giàu nhất châu Á và giàu thứ 13 thế giới với khối tài sản lên tới 55 tỷ đô la Mỹ. Ít ai biết rằng chỉ sau 10 năm kể từ năm 2010, khối tài sản của tỷ phú Ấn Độ này đã tăng gấp rưỡi. Tài sản của ông Mukesh Ambani gấp 3 lần người giàu thứ hai Ấn Độ là doanh nhân công nghệ Sinada, người đang sở hữu tài sản trị giá 16,6 tỷ đô la Mỹ và cũng cao gấp khoảng 10 lần với số tài sản 5,6 tỷ đô la Mỹ của ông vượng nước ta. Bạn tin được không? Trung bình, tỷ phú giàu nhất châu Á kiếm được 4,5 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 100 tỷ đồng mỗi ngày, hay cụ thể hơn là 31.200 đô la Mỹ, hơn 700 triệu đồng mỗi phút vào năm 2019 cơ đấy. Tính ra thì một phút của ông ấy kiếm bằng hơn cả năm mình làm rồi ấy chứ. Theo tính toán thì thu nhập năm ngoái của ông ấy gấp 7,2 triệu lần thu nhập trung bình tại Ấn Độ. Lý lịch cực khủng của các thành viên trong gia đình. Mukesh Ambani, sinh năm 1957, là một nhà tài phiệt người Ấn Độ. Ông là chủ tịch và là giám đốc quản lý của Reliance Industries, công ty tư nhân lớn nhất của Ấn Độ, được xếp vào danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới Fortune 500 và là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Ông cũng là người nắm giữ cổ phần lớn nhất trong tập đoàn này với 48%. Ông Mukesh Ambani kết hôn với Nita Ambani, người được Forbes xướng danh là đệ nhất phu nhân của thương trường Ấn Độ. Bà là chủ tịch của Reliance Foundation, tổ chức từ thiện của công ty. Nita cũng tham gia vào việc mở rộng kinh doanh thể thao của tập đoàn, cũng như chiến lược marketing và thương hiệu cho nhà mạng di động Reliance Jio Infocom. Một trong những thói quen được nhiều người biết đến của vợ đại gia Ấn Độ là không bao giờ đi một đôi giày đến lần thứ hai. Thay vào đó thì bà duy trì một bộ sưu tập lớn các thương hiệu giày yêu thích, trong đó có nhiều thương hiệu xa xỉ như là Pedro, Jimmy Choo và Marlin. Nita và Mukesh có 3 con. Cặp song sinh Akash Ambani, Isha Ambani 27 tuổi và Anas Ambani 23 tuổi, họ đều nổi tiếng và là những doanh nhân trẻ thành đạt, giữ vị trí cao trong tập đoàn. Con trai đầu tiên của tỷ phú Ấn Độ, Akash, nổi tiếng với niềm đam mê sưu tầm siêu xe. Trong khi đó thì ái nữ duy nhất nhà Ambani, Isha, lại yêu thích cuộc sống tiệc tùng, có một bộ sưu tập trang sức khổng lồ với mối quan hệ khăng khít với nhiều ngôi sao hạng A. Cặp đôi song sinh này đều từng gây chú ý vì có đám cưới xa xỉ bậc nhất thế giới, với nửa kia đều thuộc dòng dõi châm anh thế phiệt. Thế nhưng, con trai út Anas Ambani lại có một cuộc sống khác biệt so với anh chị của mình. Chàng trai sinh năm 1995 này khá kín tiếng trên truyền thông và bị đánh giá là thành viên mờ nhạt nhất trong gia tộc giàu có và nổi tiếng của châu Á. Có thông tin cho rằng, con trai của người đàn ông giàu nhất Ấn Độ đang hẹn hò với con gái của giám đốc điều hành công ty chăm sóc sức khỏe tư nhân Incor. Tất nhiên, kiếm được nhiều tiền thì họ cũng xứng đáng được tiêu nhiều tiền. Gia đình này thì cũng không ngần ngại thể hiện sự giàu có của mình khi có trong tay từ những ngôi nhà lộng lẫy bậc nhất cho đến những siêu xe bạc tỷ. Vậy cuộc sống của gia đình này ra sao? Tài sản của họ như thế nào? Và cách mà họ tiêu số tài sản của mình như thế nào đây? Hãy cùng khám phá nhé! Bất động sản đáng mơ ước. Đầu tiên, phải tính đến danh sách bất động sản đáng mơ ước của gia đình tài phiệt này. Ấn tượng nhất có thể kể đến tòa nhà chọc trời 27 tỷ Antilia ở Mumbai. Đây là nơi ở chính của các thành viên trong gia đình. Ước tính Antilia đã ngốn tới 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng. Tòa nhà có 600 nhân viên toàn thời gian mới đủ nhân công phục vụ cho mọi hoạt động bên trong tòa nhà. Cũng có 3 sân bay trực thăng, một khu vườn trải rộng 3 tầng, có hẳn 3 bể bơi, rạp phim chứa được khoảng 50 người, spa chăm sóc sức khỏe, phòng khiêu vũ, phòng tập yoga. Sảnh của tòa nhà lắp đặt 9 thang máy, ngôi nhà này cũng có đền thờ riêng đủ sức chứa khoảng 50 người tới cầu nguyện. Mặt trời và hoa sen là hai họa tiết chủ đạo của tòa nhà. Mọi thứ được thiết kế bằng vật liệu quý hiếm như là pha lê, đá cẩm thạch và ngọc trai. Dù không rời khỏi Mumbai nóng bức, nhưng gia đình tỷ phú Mukesh Ambani vẫn có thể đón không khí mát lạnh ở Antilia nhờ những căn phòng tuyết. Những bức tường của căn phòng này tạo ra những bông tuyết nhân tạo khiến họ luôn được sống trong bầu không khí mát lạnh, sảng khoái mà chẳng cần ra nước ngoài. Bạn biết không, đây được coi là bất động sản đắt thứ hai thế giới, chỉ sau cung điện Buckingham ở Vương quốc Anh rồi đấy. Bộ sưu tập siêu xe.
Tỷ phú Mukesh Ambani sử dụng khối tài sản của mình trong nhiều năm qua để sở hữu bộ sưu tập xế khủng đẳng cấp. Những chiếc xe hơi sang trọng nằm trong bộ sưu tập của tỷ phú này bao gồm một chiếc Mercedes-Maybach 660 W, BMW 760 ly, Bentley Continental Flying Spark và Rolls-Royce Phantom. Riêng chiếc BMW 760 ly bọc thép bản tùy chỉnh có giá 1,4 triệu đô la Mỹ, một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới. Riêng phí đăng ký cho chiếc xe này vào khoảng 251.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 5 tỷ đồng. Mercedes-Benz S-Class khoảng 34,7 tỷ đồng, Bentley Flying Spark khoảng 23 tỷ đồng, Rolls-Royce Phantom Robert Copper giá khoảng 27,8 tỷ đồng cùng nhiều siêu xe tiền tỷ khác. Tất cả những siêu xe của gia đình ông Mukesh đều được bọc lớp chống đạn để đảm bảo an toàn cho các thành viên ở bất cứ nơi nào khi họ di chuyển. Hôn lễ xa hoa. Sở hữu khối tài sản khổng lồ nên việc tỷ phú này chi mạnh tay cho hôn lễ của các con là điều dễ hiểu. Vào năm 2018, cô con gái duy nhất của ông là Isa đã kết hôn với Anadi Pirama, con trai của một tỷ phú Ấn Độ, trong buổi hôn lễ xa hoa bậc nhất thế giới này. Chi phí cho đám cưới có giá gần 100 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 2.000 tỷ đồng. Lễ cưới được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy và có sự xuất hiện của nữ danh ca Beyoncé cùng nhiều người nổi tiếng khác như là Hillary Clinton, Nick Jonas. Một năm sau đó thì hôn lễ của con trai cả nhà Albany là Akash cũng diễn ra với chi phí còn cao hơn nữa. Người vợ môn đăng hộ đối của anh đó là cô Shloka Mehta, con gái một tỷ phú kim cương thành công nhất Ấn Độ, ông Rajesh Mehta. Đám cưới hoành tráng kéo dài suốt 3 ngày. Đám cưới được tổ chức theo phong cách truyền thống. Hôn lễ của quý tử nhà Albany tổ chức ở Thụy Sĩ với sự tham gia góp mặt biểu diễn của Maroon 5, Coldplay và The Chainsmokers. Tiệc cưới được tổ chức trong một khách sạn sang trọng dành cho 500 khách mời. Danh sách khách mời thì có cả những ngôi sao hạng A như là nữ diễn viên Priyanka Chopra và các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trên thế giới như là cựu thủ tướng Anh Tony Blair. Trong đám cưới này thì cô dâu Mehta đã được mẹ chồng tặng chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất thế giới với trị giá 43 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong hôn lễ gây thu hút sự chú ý của giới truyền thông lúc bấy giờ. Đúng là riêng quả cưới thôi thì cũng đã khác người rồi bạn nhỉ, có ước mơ thì cũng không dám nghĩ tới cái vòng cổ có giá trên trời luôn. Yêu thích thể thao. Gia đình tỷ phú giàu nhất thế giới cũng đặc biệt yêu thích thể thao, đặc biệt là môn cricket. Năm 2008, họ mua đội cricket Mumbai với giá 111,9 triệu đô la Mỹ, hơn 2.500 tỷ đồng. Đây là vụ mua bán thể thao đắt đỏ nhất tại thời điểm đó. Họ cũng bỏ ra chi phí khổng lồ để được ký hợp đồng với các cầu thủ nổi tiếng nhằm đem đến cho đội của họ danh hiệu vô địch vào các năm 2013, 2015, 2017 và 2019. Chi phí bỏ ra cho các vụ ký kết này hoàn toàn được giữ kín, nhưng ai cũng biết điều đó là một số tiền khổng lồ khác. Thói quen từ thiện. Nhiều nguồn tin cho hay, Mukesh Ambani là người làm từ thiện nhiều nhất Ấn Độ. Gia đình tỷ phú này được cho là đã đóng góp hơn 60 triệu đô la Mỹ, hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2018 cho lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển nông thôn. Quyên góp của họ được thông qua bởi Reliance Foundation, tổ chức từ thiện của Reliance Industry, được thành lập vào năm 2010. Có thể thấy rằng, dù gia đình ông Mukesh Ambani có sở thích xa xỉ, nhưng họ vẫn được đánh giá cao khi dùng một phần tài sản của mình để hỗ trợ cộng đồng. Ba người con của tỷ phú cũng noi gương cha, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Họ cũng đều là những người tuổi trẻ tài cao và tương lai sẽ tiếp quản đế chế Ambani. Các bạn thân mến, các bạn thấy ra sao sau khi xem xong video này? Bạn có bất ngờ về cuộc sống cũng như cách tiêu tiền của gia đình họ hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới chia sẻ cảm xúc cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Hi! Cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay! Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé! Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ trưa các ngày trong tuần! Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà xem gì trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.